Soka vừa cho ra một cái gói mới, đó chính là một gói quần áo mới, rất là dễ thương luôn các bạn. Chúng ta cùng coi cái trailer thử nha. Gói có tên là Beach Basics Style Pack. Hai khoan, để mình mua cái gói này trước nha. Ok, bây giờ ta nhìn vào trong cái gói này đi. Cái gói này toàn là đồ màu be thôi và có chủ đề giống như là gấu. Gấu teddy á các bạn. Rất là dễ thương luôn á, số 14 quần áo mới này nha. Wow, và có những cái món đồ accessories rất là dễ thương. Trời, tóc mới còn rất là đẹp luôn á các bạn, nhìn nè. Wow, mình thấy cái gói này nó rất là dễ thương và những cái đồ này rất là dễ phối luôn các bạn. Thôi thì chúng ta coi thử từng món đồ như thế nào nha. Wow, đây là các bộ tóc mới này các bạn. Dễ thương chưa? Trời ơi. Còn đây là các bộ quần áo mới. Wow, bộ nào cũng nhìn rất là ấm luôn á. Đa số bộ nào cũng đều là style mùa đông. Ồ, những cái bộ ở nhà này cực kỳ dễ thương luôn các bạn. Nhìn ấm cúng như giống như là gấu bông vậy đó. Ngay cả những cái nón này cũng rất là dễ thương luôn các bạn. Trời ơi, mình biết chắc là các bạn sẽ rất là thích gói này luôn á. Hả? Alo? Chị Baby Mew chị ơi, chị ơi chị có nhiều đơn hàng mới từ Toka lắm á. Tại cái update mới á nên là chị tới bưu điện nhận hàng giùm em nha. Thiệt hả? Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ rồi rồi, em sẽ tới em lấy liền. Dạ. Wow, mình có rất là nhiều đơn hàng mới từ Toka luôn á Lily. Chào chị. Yay. Alo. Ôi dạ anh. Trời, tóc mới nè hả? Miễn phí luôn á. Dạ cảm ơn anh. Ok, trời ơi, mình được thay đổi tóc mới miễn phí nữa luôn á Lily. Yay, mà mình nói chị Fifi thôi. Ok, Fifi. Em ơi. Hả? Gì vậy chị? Mình vừa được gói hàng mới từ Toka, mình còn được tóc miễn phí rồi đó. Thiệt luôn á chị. Wow, ok mình đi thôi chị ơi. Trước đây chị, à, chắc là đi làm tóc trước đi ha. Xong rồi mình ghé qua bưu điện lấy đồ sau. À, ok được đó chị, ok đi thôi. Xin chào Mimi, Cici và Lily, tụi em có được làm tóc miễn phí đó. À, dạ vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Hôm nay em thích làm tóc kiểu gì? À, cho em kiểu gì giống giống bây giờ á. Ok em. Ok em, mới mà đẹp luôn nha. Rồi, em thích tóc kiểu gì nào? À, dạ cho em cái gì mà dễ thương được không anh? Ok, dễ ẹt luôn. Rồi, xong rồi. Rồi, Lily, anh có một cái kiểu này rất là dễ thương dành cho em luôn đó nha. Ok. Rồi, tóc này là anh tặng luôn cái beanie này dành cho kiểu này cho em luôn á. Dạ, cảm ơn nhiều lắm ạ. À, dạ xin chào, sáng nay anh có gọi em về để lấy gói hàng từ Toka miễn phí hôm nay, rất tiếc đấy anh. À, ở bên trong nha, đó còn toàn là đồ của cô không á. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Wow. Để đừng bỏ lỡ nha. Và nếu các bạn thích video này hãy cho tụi mình một cái like và nhớ đăng ký để xem thêm nhiều video từ tụi mình nha. Còn bây giờ thì bye bye Grampy, tụi mình sẽ hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. We love